Rồi xin chào tất cả anh em nha. Ngày hôm nay thì mình tiếp tục quay lại cái khu vườn của anh Lượm ở bên Trà Vinh nè anh em. Ngày hôm nay thì anh tiếp tục giao lưu với anh em một số hôm mai nha. Thì chút xíu thì anh sẽ báo giá chi tiết cho anh em để anh em tham khảo. Anh em thấy giá ok hợp lý thì mình cứ liên hệ trực tiếp với anh Lượm nha. Qua số điện thoại để phần tiêu đề. Còn những video nào mình gửi số điện thoại xuống anh em là những video đã được thành công toàn bộ hết rồi nha anh em. Giờ mời tất cả anh em vô tham quan những gốc mai của ngày hôm nay nha. Rồi anh Lượm ơi, anh giới thiệu cái địa chỉ vườn quen thuộc của mình luôn anh Lượm. Mình có ở vị trí quen thuộc anh em, ấp Sóc Vinh, xã Phương Thạnh của huyện Càng Long, thành phố Trà Vinh. Dạ. Thì hôm nay mình đem về được một cây mai tàng nè. Dạ. Thiên nhiên mà cũng khá đẹp nha anh em. Dạ. Anh em mà thấy vừa ý thì ủng hộ mình nha. Rồi trước khi vô video mình có nói khán giả không anh Lượm? Thì mình cũng cảm ơn anh em cái clip vừa rồi đó. Dạ. Anh em đã ủng hộ, nhiệt tình ủng hộ mình đã mình giao lưu thành công được hết. Dạ. Luôn rồi. Dạ. Thì mình cũng mong clip cái cây này anh em mà thấy thích hợp cũng ủng hộ mình tiếp nha. Mình thành thật cảm ơn các bạn nhiều. Rồi nói luôn giá dễ chơi không anh, để anh em ta theo dõi anh luôn. Nói chung là lúc này mình mua được mềm mình chia sẻ lại cho anh em giá mềm. Rồi. Rồi quá ok anh ơi. Rồi để em quay cho anh em tham khảo cái gốc này nha. Hay quay từ xa. Cái tàng nó nhiêu mét mà lớn dữ anh Lượm? Cái tàng này hơn 4 mét. Hơn 4 mét hả anh? Mình có đo hơn rồi, hơn 4 mét. Rồi tán ngang nó khoảng nhiêu anh? Cái tán ngang nó hơn 4 mét, cái chiều cao là 3m6. Dạ. Chiều cao 3m6, tán ngang hơn 4 mét. Đây anh em. Y như cái nơm ngược cả anh em. Đúng không Lượm? Đúng rồi. Y chang cái nơm ngược luôn anh em. Cái này nếu mà anh em kéo chè ra là 6 mét á. Cái này là nguyên thủy luôn, vậy luôn hả anh Lượm? Chứ đâu có chỉnh sửa hả anh Lượm? Chỉnh sửa được tàng thiên nhiên luôn mà. Cốt cành đại ca luôn anh em ơi. Lực dữ lắm. Cây này còn tơi cây hay gì, thấy da nó mịn quá anh Lượm. Lại cái loại da vàng em, cây này chắc cũng ba mấy năm. Dạ. Cái loại da vàng, da dày này nó khỏe cây lắm. Cây này nãy em tưởng cây khế không anh, nó lên bóp 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 anh em. Lên nó nu á. Dạ. Hiện tượng nó có phát triển cái nu nè. Dạ. Bù, giống như cục bú vậy đó. Cây này đế hơi bị lớn chút xíu nha anh em. Rồi. Nói chung là cây này đế thì khỏi bàn, đế cục đế dữ. Đây. Hầu như thì từ ở dưới gốc mà lên phía trên là anh em thấy là nu hết, toàn bộ hết nha anh em, lên tới ngọn luôn anh em ơi. Khá đã, cây này thì tàn tán lợp lại nữa thì nhìn cây nó phê lắm nha anh em. Trời ơi, hồi lúc mà chưa lạc lá nó mát một vùng trời luôn á. Dạ. Cái mặt bông nó sao anh Lượm? Cây này thì bông thì thấy màu, tại vì mình xin cái hình mà hồi Tết á. Dạ. Mình không có kiểm soát được bao nhiêu cánh, nhưng mà cái màu bông nghệ đẹp lắm, bông chùm. Dạ. Rồi phía dưới là bụ đế đó anh em, mình sẽ quay cho anh em một vòng bụ đế nha. Anh Lượm ơi, anh ôm thử cái bụ đế cho anh em hình dung được luôn anh Lượm ơi. Rồi đây nè anh em. 90 mấy hoành á, 90 dạ. Mấy ngàn chứ. Rồi đây quay cho anh em một vòng qua nha. Đế lớn nha anh em, để cái tay vô thử Lượm cho anh em hình dung luôn cái đế anh Lượm. Đây nè anh em. Đo ngược luôn nè. Quá đã bụ đế này. Ở dưới đây như em thấy còn đế nữa hả anh Lượm? Còn, nhóc luôn mà khui nó cái tàn mình không khui nhiều, khui vậy được rồi. Cái này đế múa quá nha anh em, múa như qua văn anh em ơi. Rồi quay hết cho anh em qua một vòng qua nha anh em. Ở trên đây thì nó cứ cuộn như này giống như mình nhạo hả anh Lượm ha, tự nhiên hả Lượm, nó dính lâu ngày dính lại nhau ha. Cái đó chủ nhà người ta cột người ta kéo á. Dạ. Kéo cho cái tàn nó tròn á. Đây anh em. Cái này dư mình cắt ha anh Lượm. Nó dư nó bị nhõng lên trên cái cọng đó. Dạ. Đây phía bên đây nè anh em. Phía đây đế nó hơi nhỏ ha anh Lượm, nhỏ tại hơn so bên kia ha anh Lượm. Tại vì bên đây nó chủ nhà nó để miếng gạch á. Dạ. Lâu năm nó nằm ở dưới đó người ta không phát hiện được. Dạ. Cũ rất là đảo nha anh em, đế bung đẹp. Phải mấy chừng cành đều hết luôn. Cây này đó nằm mô nằm gì không anh? Cái này nó trồng trong bồn. Trồng trong bồn á anh. Nó trồng nó đắp đất rinh trồng lên trên nó xây gạch trong vòng á. Dạ. Vui ra. Quá đã anh em ơi, bụ đế này nè. Cận cho anh em hết bốn bên. Đây. Da anh em thấy là nó mịn nha anh em. Da vàng, cái da vàng. Dạ. Cái da này nó dày dữ lắm. Rồi, phía bên đây anh em, bộ tàn phía bên đây để anh em nhìn cho nó kỹ lại nha. Vàng xương này thì anh em khỏi có chê cái vàng xương anh em ơi, tự nhiên mà nó bung lớn vậy thì khi mà tàn tán ra nhìn cái cây mình nó phê lắm anh em. Giá cả thì nãy anh có nói với mình thì thấy khá cũng là khá dễ chơi anh em ơi, trong cái mùa dịch này. Anh em xem mà cầm điện thoại sẵn đi nghe để tôi dạ. Giá là anh em bật ngửa đó. Dạ. Rồi tranh thủ mình liên hệ với ảnh ha. Rồi, vô cho anh em xin cái thông số luôn anh ơi. Anh sẽ đo nhiều thông số đi anh cho anh em dễ anh Lượm ơi. Rồi. Đo cái quần chẩn trước đây. Dạ. Rồi, tay chỉ số 1 cho anh em. Chỉ số 1 57. 57 quanh, rồi. Rồi chuẩn nha. Rồi. Mình tính số đo đó, bọn này mình đo cho anh em tham khảo nè. 62. Rồi, 62 quanh, rồi. Còn 6 mấy nữa mình tính 62 thôi. Mà rồi. Chuẩn là 57 anh em. Rồi, mình đo cái thốc thân luôn Lượm ơi.
Đây quay một vòng xuống nha anh em. 4 tấc. 4 tấc. Rồi sẵn tay đó anh đo cái cốt một luôn anh Lượm. Nhiêu anh? 29. Rồi. 29 nha anh em. Cột cành số 1 là 29. Rồi. Rồi anh đo cái nồi đế luôn anh Lượm ơi, thấy đế lớn quá. Bây giờ cái này mình đo đường kính đi chứ bây giờ nó nguyên cái bầu đầy luôn á. Dạ, nhiều khi mình đo đường kính anh em chuyên nghiệp biết anh ơi, mình đo nổi cái nồi đi anh cho dễ anh ơi. Nhiều anh em người ta không có biết, không biết tính ra. Rồi trước đường kính ngang là 97. 97. Rồi. Rồi nhiêu anh Lượm? 300 nổi không anh? Không, 208 à. 208 ha, tính 250 thôi anh ơi. À. Rồi, quay lại cho anh em một vòng để anh em xem cho nó kỹ cái bộ đế nha anh em. Đây. Đâu anh đo thử cái nồi đặt coi quán nhiêu Lượm, nguyên cái nồi đặt này coi anh em. 150 không anh? 170. 170 rồi tính 150 thôi anh ơi. Đặt tính 150 thôi. Rồi, rồi mình ra xa mình quay lại cho anh em lại lần nữa nha. Đây. Tàn tán khá là ok anh em. Cái cây mà nó đẹp như thế này, cái cây này bộ tàn đủ điện anh em ơi, cộng thêm cái bộ đế này nữa. Rồi anh Lượm ơi, mình báo giá luôn với anh em cho anh em người ta tiện vô luôn anh, giá rẻ nha, giá mắc là chạy luôn nha. Ừ. Bây giờ để mình hứa là cái giá cho anh em bất ngờ mà. Thì mình cũng vẫn ship cho anh em 200 cây. Dạ. Anh em mình chuẩn bị cầm điện thoại lên nha. Dạ. Là mình bao ship cho anh em 200 cây giá là 56 triệu. 56 triệu. 56 triệu cho một cái cây 57 hoành. 57 hoành. Dạ. Đế hơi bị đẹp phải anh Lượm? Đế hơi bị đẹp, đế hơi lớn á. Rồi mình hỗ trợ là bao ship 200 km hả anh Lượm? À, mình bao ship cho anh em 200 km. Nếu anh em ở gần mình thì mình có thể là mình bớt cho em chút đỉnh tiền cà phê. Dạ. Ở xa thì không có bớt được anh em, tại đi xe cẩu á. Dạ. Rồi lúc này xe cẩu nó tiền cao quá. Không dạ. Bớt được nếu ở xa. Dịch là sao? Cao cao anh? Bệnh dịch người ta không dám đi á. Dạ. Mỗi lần đi là phải năn nỉ ra đi, vì xe tiền xe nó hơi cao chút anh em không cần. 56 triệu nha anh em. 56 triệu cho gốc mai tàn thiên nhiên hơi bị lớn nha anh em. Đế thì nó hơi bị đẹp chút xíu anh em ơi, nói đẹp nhiều khi anh em bắt lỗi nó hơi bị đẹp thôi. Rồi chào tạm biệt tất cả anh em, chúc tất cả anh em có buổi chiều là vui vẻ hạnh phúc bình thân, và mong là anh em có thể giao lưu thành công cái gốc mai này với anh Lượm nha. Giá cả thì cũng khá là dễ chơi. Rồi anh Lượm ơi, mình nói với khán giả cuối vô luôn anh. Rồi cái mình cũng xin thành thật cảm ơn anh em trên mạng, cái clip vừa qua mình đã anh em đã ủng hộ mình giao lưu thành công hết rồi, không còn cái nào anh em. Dạ. Giờ clip này cũng vậy, cái cây này thì cũng mình cũng mong sự giúp đỡ của anh em ủng hộ mình nha. Mình rồi. Cảm ơn tất cả anh em trước nha. Rồi nhanh tay liên hệ với anh Lượm nha, nhiều khi cây giao lưu gọi anh em kêu chuột lại điện với mình nhé, kêu mình điện với anh Lượm chuột lại cũng hơi căng anh em ơi. Ok, qua vậy hai ba người kêu. Dạ.